À, thầy cô, chào thầy cô. Em sẽ hướng dẫn thầy cô quản lý danh sách các cái lớp của mình nó cho nó tiện quản lý hơn. Thầy cô thấy cái hộp tin nhắn của em nó khá là nhiều như vậy, mà như khi mà giáo viên chủ nhiệm giao bộ môn á giao cho mình nhiều cái nhóm á, thì mình quản lý rất là khó khăn về cái phần tin nhắn rồi đó. Thì em chỉ mọi người cách này để quản lý dễ hơn. Mọi người thấy đây là Zalo trên trên web nha mọi người. Thì mọi người đăng nhập trên Google Chrome mà cốc cốc gì đó thì nó sẽ ra cái giao diện này. Hôm nay đã hướng dẫn rất là nhiều rồi. Thì thầy cô thấy không? Đây chỉ tất cả thì nó tập trung khá là nhiều nên quản lý cực kỳ khó. Thầy cô thấy phía sau nè, nó có này nè thì mình đổi tên lại, ví dụ như em dạy tin học 91, em ra đây nè. Em đặt là lớp 91. Lớp 91. Rồi, em bấm cập nhật. Rồi em để đây, rồi ngay chỗ cái mấy cái nhóm nè, gia đình rồi nè, thì mọi người bấm vô cái dấu sửa hoặc là xóa, không thích thì xóa, sửa lại. Lớp 92, rồi sửa tiếp. Lớp 93, rồi cứ như vậy mà mình sẽ đổi, mình có dạy bao nhiêu lớp thì mình làm bao nhiêu nhóm như vậy đó. Rồi thì đây nè, thầy mọi người thấy không, lớp 91, 92, 93 nè. Bây giờ trong cái phần tất cả thầy cô chủ nhiệm đã khi mà giao cái nhóm lại cho mình rồi á, ví dụ như đây em có cái nhóm này không biết cái nhóm nào, thầy cô chủ nhiệm đặt cái nhóm mà không có để cho lớp nên em cũng không biết cái lớp này là lớp nào nữa. Nhưng mà ví dụ đi, thầy cô sẽ lít chuột phải đây, em thấy có cái nhóm đây tin học thầy Hoài lớp 91 của cô thôi gửi cho em nè. Thì bây giờ em đã làm nhóm trưởng rồi đó, bây giờ nên thầy cô lít vào nha, thầy cô đưa con trỏ ra nghe chữ chữ phân loại, đưa qua lớp 91 chọn, rồi nó sẽ chuyển qua lớp 91. Thầy cô mà muốn con vô lớp 91 bấm vô lớp 91 sẽ thấy được cái nhóm này nha. Thì mình sẽ rất là dễ dàng. Còn ví dụ như cái nhóm này đi, cái nhóm nhóm này nãy không thấy ai giao cho em đó, em cho vào lớp 92 đi, thì em sẽ đưa vào lớp 92. Rồi thì thầy qua lớp thầy cô qua lớp 92 sẽ thấy mình quản lý tin nhắn vậy đó. Rồi mỗi một cái lớp vậy nè, thầy cô có thể tự mình copy ra một cái nhóm phụ nữa. Một cái nhóm chính á, thì thầy cô chỉnh là đừng để mình thông báo, là để cho nhóm trưởng hoặc nhóm phó thông báo rồi, đừng để học sinh không nhắn tin ở dưới. Còn một cái nhóm phụ thì để cho học sinh thoải mái để mà thảo luận với nhau. Thì lâu lâu thầy cô tắt tin nhắn đi, thì lâu lâu thầy cô vô thầy cô quản lý đó, kiểm tra cái có em nào nói năng không đúng hay không gì đó. Đây là cách mà em nghĩ là mọi người nên làm để mà dễ quản lý cái lớp của mình. Ví dụ như thầy cô mà dạy cái chục lớp mười mấy lớp đó, thì do cái phần tất cả này là nó rối một nồi luôn, không có biết đường đâu mà quản lý. Em vậy phân ra từng lớp thì mình chọn sẽ rất là dễ rồi. Thì khi mà mọi người thêm vào rồi á, mà mọi người lỡ thêm lộn hay gì đó thì mọi người muốn bỏ ra thì đơn giản thôi, cũng vậy, đưa vô cái lớp 92, ví dụ lớp này không có 92 mà 93 đi, thì là cô lít chuột phải vô rồi cũng vô cái phân loại chọn lại lớp 93, hoặc là lít vô một cái nữa là nó mất luôn, nó mất cái lớp 92 luôn, nó mất cái lớp 92 mà nằm ngoài tất cả nè. Đó là cái cách mà mình quản lý ha. Rồi em kết thúc cái video đây. Chúc mọi người thành công.